Annyeonghaseyo, chào mừng bạn đã quay trở lại với Chị Kính Đố Vui và 500 bí mật của Gậy TV nhé. Trong những video ngày hôm trước, có rất nhiều bạn yêu cầu chị làm về một thành viên đã nghỉ tại Gậy TV và đó chính là anh Hoàng Anh. Chà chà, không biết anh chàng đẹp trai này có gì thú vị các bạn nhỉ? Hãy like video và cùng chị Kính tới với những câu hỏi đầu tiên nào. Câu 1, anh Hoàng Anh có tên đầy đủ là gì? Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, Phạm Hoàng Anh hay Nguyễn Hoàng Anh? Mấy bạn bảo là fan cứng, fan bê tông cốt thép đâu nhỉ? Bạn đã chọn đáp án là gì? Trừ đáp án của chị Kính là Phạm Hoàng Anh nhá. Bạn nào thấy đúng thì like video, bạn nào thấy sai thì sang câu 2 chúng ta làm lại. Câu 2, anh Hoàng Anh cùng tuổi với ai? Chị Thảo Ly hay chị Thùy Anh? Rồi, tự nhận mình là fan cứng cho nhiều xong trả lời sai tề lệ. Anh Hoàng Anh sinh năm 2001, cùng tuổi với chị Thảo Ly nhà các bạn. 21 tuổi, người ta vẫn còn đang ăn rồi báo. Thế mà anh Hoàng Anh và các anh chị team Gậy đã có một thanh xuân rực lửa và rất chi là rich kid khiến nhiều fan mê tít rồi nè. Đúng là Gậy TV, toàn là thiên tài thôi, anh em nhỉ. Câu 3, mà đã giỏi thì tất nhiên cũng phải thuộc một cung hoàng đạo bao ngầu ha. Bạn đoán xem anh Hoàng Anh thuộc cung bảo bình hay cung cự giải? Alo alo, bạn nào cung cự giải thì like video vì mình có cùng cung hoàng đạo với idol đi nào. Anh Hoàng Anh sinh ngày 28 tháng 6. Những chàng trai cung cự giải thì hết sức là chu đáo, nhẹ nhàng, lịch sự và có trực giác mạnh mẽ, nhạy cảm. Họ là mẫu người đàn ông lý tưởng trong chuyện tình cảm, luôn biết cách yêu thương và cực kỳ trung tình đấy nhé. U là trời, vậy thì anh Hoàng Anh yêu ai bạn nhỉ? Chị Thùy Anh hay chị Thảo Vân nè? Thì anh Hoàng Anh yêu chị Vân Tây, nhưng mà chính xác hay không thì chị cũng chưa biết vì anh ấy vẫn chưa chính thức lên tiếng thừa nhận mà. Với cả chị có nghe ngóng được một thông tin lý do mà chị Vân với anh Hoàng Anh không thể yêu nhau nè. Bạn có biết lý do là gì không? Vì anh Hoàng Anh bắt cá hai tay, vì chị Vân đã có người yêu mới hay vì gia đình của anh chị không đồng ý ta? Có bạn nào đã từng nghe nói chuyện gia đình của hai anh chị không đồng ý cho anh chị yêu nhau chưa nhỉ? Chứ chị Kính lướt top top thì thấy nhiều video nói vậy quá nè. Không biết đó có phải là sự thật không ta? Nếu là thật thì chắc anh chị buồn lắm á. Anh xin lỗi, người thích là Nhiên. Cơ mà bây giờ chị Vân cũng đã được đẩy thuyền với một người hết sức tuyệt vời rồi các bạn ơi. Bạn có biết đó là anh Giang Con hay là anh Minh Hiếu không nè? Để thời gian là 10 giây có nhiều quá không các bạn nhỉ? Đáp án siêu dễ rồi còn gì? Anh Giang Con và Vân Tây chính là cặp đôi đang được đẩy thuyền cực mạnh. Các anh chị cứ đá qua đá lại thế này thì fan quay như trong chóng. Không biết đâu là OTP Real? Bạn là fan của thuyền nào? Hãy bình luận xuống phía dưới video xem thuyền nào có nhiều fan hơn nhé. Câu 7, quay trở lại với anh Hoàng Anh. Bạn có biết trong số những thành viên nữ của Gậy TV ai là người được anh Hoàng Anh gọi là công chúa không nhỉ? Mở gọi chị Vân là em yêu, rồi gọi Thùy Anh là công chúa thì chúng em biết quay xe về bên nào bây giờ. Bạn thấy anh Hoàng Anh thực sự yêu ai? Thử bình luận đi, biết đâu ngày mai sẽ thấy anh Hoàng Anh vào video của chị Kính đính chính sự thật. Á hi hi, chị đang ngủ mơ thôi, chứ đời nào idol lại vô bình luận. Câu 8, bỏ qua những câu chuyện yêu đương, bạn có biết trong số những thành viên đã nghỉ việc, ai đã quay lại team Gậy hay không? Ngày 1
tháng 10 vừa rồi, anh Hoàng Anh đã quay lại tiêm gãy đó các bạn ạ. U là trời, vui quá đi mất thôi. Nhưng mà anh ấy chỉ quay lại để thăm các anh chị tiêm gãy, chứ không phải là quay lại để tiếp tục làm diễn viên của Gãy TV nha. Hôm qua có bạn nào bình luận trên video của chị là anh Hoàng Anh quay lại đóng phim rồi, làm chị mừng hụt luôn á, báo nha. Câu 9, mà lý do anh Hoàng Anh nghỉ việc thì ai cũng biết là do gia đình của anh ấy chuyển nhà. Nhưng đố bạn, gia đình anh ấy chuyển vào Đà Lạt hay thành phố Hồ Chí Minh? Giờ anh đã là trai Sài Gòn rồi nha mấy bà ơi. Ở đây có ai ở thành phố Hồ Chí Minh không nhỉ? Ra đường nhớ ngó trước ngó sau, biết đâu lại va vào idol đấy nhé. Trước đây anh Hoàng Anh là diễn viên của kênh nào bạn nhỉ? Gãy School hay Cơm Áo Gạo Tiền? Nào nào, fan cứng đâu rồi ta? Vào bình luận xem anh Hoàng Anh là diễn viên của kênh YouTube nào nhé. Video sau chị sẽ khám phá về tất cả những thành viên kênh YouTube đó nè. Nếu bạn nào hóng thì nhớ like video và subscribe kênh đó nha. Câu 11, biệt danh của anh Hoàng Anh là gì? Anh Hoàng Anh có biệt danh là Xin, không biết là Xin trong Shinichi hay Xin trong Cậu Bé Bút Chì nhỉ? Còn các bạn thì sao? Các bạn có biệt danh là gì nào? Hãy bình luận biệt danh của bạn xuống phía dưới video cho chị và các bạn cùng biết với nhé! Câu 12, ai là người chơi thân với anh Hoàng Anh nhất Gãy TV? Anh Đường Minh Giang chính là người chơi thân với anh Hoàng Anh nhất. Anh ấy còn thường gọi anh Hoàng Anh với cái biệt danh thắt bọt là Óc. Phải thân như thế nào thì mới gọi nhau với cái tên lạ như vậy đúng không các bạn? Mà bạn hay gọi đứa bạn thân của mình là gì? Comment đi chứ còn gì nữa nhỉ? Câu 13, theo bạn, ai sẽ là người sớm nhất quay trở lại tiêm gãy? Bạn nghĩ ai là người sớm nhất quay trở lại tiêm gãy thì hãy nhanh tay bình luận xuống phía dưới video ngày hôm nay đi nào. Đừng quên like và subscribe kênh để nhận thông báo khi có video mới các bạn nhé. Video về anh Hoàng Anh Gãy TV ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Chị kính xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye! Em đi...